Mời mọi người cùng với em ngắm cái chậu kiếm vị hoàng nha. Đó, thì cái chậu này thì hiện tại là nó được hai thân rồi mọi người. Một thân lớn nè, với một thân nhỏ nè. Cái này tính ra là một cái măng lớn mà nó gần thành thân rồi. Thì coi như là hai thân đi. Ngoài ra thì đang có một cái măng nữa đang lên. Đó, sắp tới là coi như là thành ba thân luôn mọi người. Đó. Vị hoàng. Thân lá vị hoàng thì chắc mấy anh em cũng biết rồi ha. Đó, thân rất là cứng và đặc biệt là ở trên phần lá thì có những cái đường nổi giống như là những cái đường gân đó mọi người. Đường gân chạy sọc 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 theo lá ha. Đây. Cây này thì cây mẹ nó hoa tại vườn rồi, mọi người cứ yên tâm. Rồi, đó, cây rất là khỏe. Trồng vào chậu rồi nhé mọi người. Rễ ấm rồi, về trong cái chậu này để dễ vận chuyển nè. Về mọi người chỉ biết đặt qua một cái chậu mới nhiều giá thể hơn là bắt đầu cây nó sẽ phát triển rất nhanh. Rồi, lá thì bảng lá thì hiện tại là được cỡ 3.5 cm nhé mọi người. Thân dày, nói chung là thân này cũng khá là to. Hiện tại thì cái xu hướng vào kiếm thì nhiều anh em đang đầu tư vào kiếm rất nhiều. Chỉ là mọi người sưu tầm những cái loại mà nó chuẩn cây, chuẩn giống một tí ha. Thì chúng ta về trồng an tâm. Cứ thế nào cũng có lời thôi. Bởi vì sau khi giả hạt nhiều người sưu tầm được thì bắt đầu cái xu thế trồng kiếm nó lên ngôi mọi người. Giả hạt thì nó đẻ nhanh quá. Nên là về cái mặt giá cả nó không khó giữ giá như là cái kiếm. Những cây kiếm này thì mọi người trồng mà tốt lắm á, từ 1 năm á, thì có thể chỉ đẻ ra được tầm 3, 4 hoặc là 5 thân là cùng thôi. Đó là 1 năm nhé mọi người. Còn ví dụ giả hạt thì đẻ ra mút trời luôn. Nhiều khi có một cây chút xíu mà có người chăm tốt ra cả mét, sau đó băm khúc ra chắc mấy chục cây. Còn riêng kiếm thì từ 1 thân, 1 năm chăm tốt, từ tốt cỡ mấy đi nữa thì nó chỉ ra 3 tới 5 thân thôi. Nên là cái tốc độ làm kinh tế của nó cũng khá là chậm. Đó. Tốc độ chậm thì nó lại tốt cho người trồng lan mọi người, bởi vì nó sẽ ít bị rớt giá. Cái giống nó ít thì nó sẽ ít bị rớt giá nha mọi người, lưu ý cái điểm đó ha. Về mọi người, với lại cái cây kiếm nó nhìn nó chơi nó rất là sang vườn. Mọi người trồng giả hạt nhiều mà có vài chậu kiếm đẹp đẹp to to để trong vườn á là nhìn nó rất là hoành tráng cái vườn luôn. Tới mùa hoa thì chúng ta ngắm hoa, còn những cái mùa mà không hoa thì chúng ta ngắm thân lá ha. Anh em bạn bè tới chơi chúng ta giới thiệu cây kiếm va, cây kiếm vàng. Như cái cây kiếm vị hoàng này là một trong tứ đại danh kiếm nè. Một trong tứ đại danh kiếm thì về cái độ nổi tiếng thì chắc là cũng khỏi phải bàn rồi. Phan Chí, Xanh Huế, Vàng Tây Ninh, Vị Hoàng, bốn cây kiếm để đầu tư nhé mọi người. Ưu tiên đầu tư, còn những cây khác là chủ yếu là mang tính chất là sưu tầm là chính ha. Còn cây đây là đầu tư nha. Rồi, mời mọi người ngắm cây lại một tí nữa rồi nha. Mấy cái vết đen đen này là phân bón lá nha mọi người. Chứ không phải nấm rồi gì đâu nha. Mấy bác mới tập chơi nhìn thấy đen đen tưởng là nấm nhưng mà nó là cái phân bón lá nha. Phân trí vịt. Chìm bón lá cho kiếm. Rồi, mọi người ngắm cây lần nữa nha. Cái thân mẹ đây nè. Rất còn rất nhiều lá nha. Đó, bữa nào hai này lớn ra mọi người sẽ tách thân mẹ ra mọi người trồng tiếp là nó lại đẻ vèo 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 liền, nhanh lắm. Rồi, lá láng cón nha mọi người, 3.5 cm nè. Chậu này thì có giá là 8 triệu nha. Nếu mà bác nào, anh chị nào muốn sưu tầm về làm giống, đón đầu trước xu thế thì có thể là mua ha. Đừng đợi đến lúc mà giá nó cao vào đó hơi mệt. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Em là Đại nha mọi người. Mọi người có sưu tầm thì liên hệ với em. Số điện thoại 0384750258. Các bác anh chị chưa lưu thì có thể lưu sẵn vào điện thoại nha. Dù có nhu cầu mua gì thì bấm số gọi thôi. Cứ lưu đại sơ rá là được. Rồi, chậu này giá là 8 triệu nha mọi người. Chào, hẹn gặp lại mọi người ạ.